Chị. Sao người chị? Chị vừa mới đi mưa về nên người có hơi ướt một chút. Em có áo phông không? Có thể cho chị mượn được không? À, em có. Thế thôi, chị ở nhà đi. Để chị thay xong rồi chúng mình học nhé. Câu này em có biết làm như nào không? Em không. Năm cuối rồi mà còn học hành như thế thì làm sao mà em ra được trường? Có phải là em học không muốn hiểu đâu mà cũng tại chị ấy. Trông chị như thế này làm sao em tập trung được. Học đi, đừng có nói linh tinh nữa. Em có nói linh tinh cái gì đâu. À này, nếu mà em chứng minh được năng lực của mình ấy, chị có thử nghề cho em không? Nếu mà em ấy ra trường được đúng hạn thì muốn chị hưởng gì cũng được. Chị nói thật chứ? Thật. Thế bây giờ ấy, em muốn ứng trước phần thưởng, chị cho em thưởng nhá. Không. Rồi, cho em ứng đi. Tập trung làm hết bài tập đi nhá. Mai chị sẽ kiểm tra đấy. Ông. Này, mày định trốn à? Hả? Bỏ tôi ra. Tôi không có liên quan gì đến bà ấy nữa. Ai nợ thì người đấy đi mà trả. Bây giờ bà ấy ôm tiền của bọn tao trốn rồi. Mày là con gái của bà ta, không mày trả thì ai trả? Nhưng mà tôi không có tiền. Này, cái gì mà mày không có tiền? À, mày đừng nghĩ mày nói thế mà bọn tao tìm nhá. Mày đi làm gái bao nhiêu lâu nay nhá? Số tiền mày có chắc chắn là không nhỏ rồi. Thật sự là bây giờ tôi không có. Không có thì gọi bạn bè người thân đến mà giúp. Không thì mày không sống yên được với bọn tao đâu. Ơ, chuyện gì thế này? Ờ, cái gì? Không phải việc của mày, biết. Chị cầu anh. À. Mày quen nó à? Thành, cậu đi đi. Các người định làm gì chị ấy? Làm gì á? Bọn tao á, đây bắt con này đi làm lý để trả nợ nhá. Các người đừng mà nói linh tinh, chị ấy là cô giáo của tôi đấy. Ô, cô giáo? Bỏ có học thức à? Thế thì lại càng dễ làm giá. Này, cậu giúp tôi với. Giúp chị tôi được cái gì? Chỉ cần cậu giúp tôi thôi. Cậu muốn cái gì cũng được. Nói như giữ lời nhá. Đây, trong đây số tiền hai người cần đấy. Không thiếu một xu. Chúng ta sẽ kiểm tra. Thiếu ấy, bọn ta sẽ quay lại. Ngoan ngoãn như thế từ đầu phải tốt hơn không? Đi. Có làm chị đau được không? Được không? Thế thì may quá. Thôi, đi ăn với em đi. Đi. Chú tâm vào học đi. Chị chẳng giữ lời với em. Giữ lời gì? Chẳng phải tối qua ấy, lúc em giúp chị, chị nói là em muốn gì chị cũng đồng ý với em còn gì. Học đi, em sắp thi rồi đấy. Có nghĩa là thi xong là được đúng không chị? Tại trông chị như này, em ngứa ngáy không chịu đâu. Tôi có thể đồng ý với cậu bất kỳ chuyện gì ngoại trừ chuyện này. Thế thì chị đừng hứa con hơn. Bây giờ tôi không có gì hết, chỉ có thể dùng việc dạy học cho cậu để trả nợ thôi. Bà đến đây làm gì? Mày hỏi cái kiểu gì đấy? Tao là mẹ mày đấy. Người mẹ như bà ấy, tôi thà không có còn hơn. Bật dậy! Bà hại đời tôi còn chưa đủ à? Tôi phải làm gái, phải bám thân để lấy tiền trả nợ cho bà đấy. Mẹ làm, con phải chịu. Mày là con tao, mày phải trả nợ cho tao chứ. Bà đứng lên, bà đứng dậy đi.
bà đi đi. Bà đi ra khỏi nhà tôi đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt bà nữa. Con giận, mất giận. Đâu có gì. Bác. Cậu hỏi ai? À, bác có cháu hỏi nhà chị Kiều Anh ở đâu ấy à? Biết, tôi là mẹ nó đây. Ôi, bác là mẹ của chị Kiều Anh à? Cậu tìm con gái tôi làm gì? Dạ, chị Kiều Anh là giáo viên dạy tiếng Anh của cháu. Hôm nay chị ấy đến dạy có để quên đồ, nhưng cháu tìm chị ấy để trả lại đồ ạ. Quên đồ thì để mai đưa cũng được. Tối tăm như thế này mà đến tận đây. Dạ. À, hay... hay là cậu thích con gái tôi? Cháu... À, Kiều Anh nhà tôi ấy, nó là người hiểu cái chuyện này nhất. Dạ. Mà tôi nhìn cậu ấy thì cũng thấy ưng đấy. Nhưng mà... cậu đang theo đuổi con gái tôi, ít ra thì cũng phải như thế nào với mẹ vợ chứ. À, mẹ, mẹ vợ. Dạ. Hôm nay con đi hơi vội, thế nên con tính ngay. Mẹ. Sao mẹ lại lấy tiền của bạn ấy? Cầm lấy đi. Cậu đừng có cho tiền bà ta, cậu đang làm hại bà ta đấy. Đồ của chị để quên này. Cảm ơn cậu. Thôi, cậu về đi. Cháu xin phép ạ. Khi tôi còn đang nhẹ nhàng thì bà hay nên biết điều đi. Nếu mà nhẹ nhàng ấy, ít ra ông phải cho mẹ vào trong nhà ngủ đêm nay. Chứ để mẹ ở ngoài này lạnh lắm, mẹ cũng ngủ được. Thôi được rồi, mẹ vào nhà đi. Tôi sẽ cho mẹ ngủ lại ở đây đêm nay. Nhưng mà sáng mai khi mà tôi đi làm ấy thì hãy tự thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi nhà tôi đi nhá. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Tôi xin cô chú thư thư cho tôi thu xếp tiền rồi tôi trả. Hai người làm cái gì ở đây vậy? Tiền hôm qua tôi đã trả hết cho hai người rồi còn gì nữa. Mẹ, chuyện này là sao? Mẹ cô ấy nợ tiền của đại ca chúng tôi 3 năm nay rồi, chưa trả. Hôm nay tiện ở nhà cô ấy thì chúng tôi đến đòi thôi. Bà ta không có tiền, nhưng mà cô có tiền. Tôi và bà ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa cả. Mày nói cái gì? Mày đúng là láo với mẹ mày nhá. Tao ấy là người sinh thành ra mày đấy. Nó đó, nó đi làm gái nhiều tiền lắm. Bà nợ thì bà tự đi mà trả chứ, liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi lại phải trả? Vô lý vậy. Tao hết tiền rồi. Mày là con gái tao, mày có nghĩa vụ phụng dưỡng công sinh thành của bố mẹ. Báo hiếu đi chứ. Mày đi làm được bao nhiêu tiền mà cứ khư khư giữ trong người, mày không nhè ra cho mẹ mày một đồng nữa cả. Mày có biết không, nuôi mày lớn khôn như thế này tốn kém như thế nào không? Đó là con gái tao đấy, chúng mày cứ bắt nó vào động đi. Được đấy, à, hay là bà ký giấy đi, tôi đồng ý luôn này. Đúng rồi. Là mày cho chuyện bao đồng quá nhỉ. Có tiền trả cho nó không? Xem ở đây làm gì? Tiền đối với tôi không thành vấn đề. Nhưng mà ấy, tôi có một yêu cầu đối với bà. Đó là bà phải ký vào giấy và cam kết cắt đứt mọi mối liên hệ với Kiều Anh, không xuất hiện và làm phiền với cô một lần nữa. Có như vậy thì tôi sẽ trả tiền cho bà. Đồng ý chứ? Có quả con rể chất lượng nhờ. Được đấy, ưng nha. Nó không phải con rể của bà, đừng mà tưởng mở. Rồi ký đi. Thẻ đây. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Dưới đây. Bây giờ tao đi check tiền, trong này mà không có tiền, tao quay lại xin vài ngón tay của mày. Cứ việc thôi, tôi uy tín, sẽ ở đây chờ anh. Mời anh đi nhanh. Này, lần sau cần tiền ấy, cứ alo bọn này, nhá. Đi. Còn cả bà nữa, bà mau đi khỏi đây đi.
Tôi thực sự không thể chịu nổi được nữa rồi. Từ nay về sau, tôi với bà đoạn tuyệt quan hệ. Tôi không muốn có một người mẹ như thế này nữa. Đi thì đi, tao sợ chấp. Trả xong tiền ấy là mục đích của tao rồi. Khỏi tiền. Chị gặp khó khăn như vậy, sao không nói với tôi? Thì cậu thấy đấy. Tôi không muốn cậu biết tôi là gái ngành. Tôi lại chê cười tôi. Gái ngành thì sao chứ? Chị làm như vậy cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy mà. Nhưng mà tôi đã như thế này rồi, cậu thích tôi làm gì nữa? Tôi có thể cùng chị cố gắng được mà. Tôi thích chị thật lòng đấy. Thế nên hãy cố gắng cùng tôi nhá. Cảm ơn Thành.